Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay một ngày mình đang đi làm giấy tờ ha, mình đi vào phòng công chứng thì ngoài thân thủ mình quay lại một chút cảnh của phòng công chứng ha. Đây là cảnh thực tế của tháng 12 năm 2011. Thì sau những ngày gần đây mới tình hình sốc đất hay là báo sản khắp nơi đang tin báo ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha, cũng như huyện Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ cũng như các huyện xung quanh như Châu Đức, Xuyên Mộc thì cũng có hình ảnh sốc đất. Thì đây là cái tình cảnh thực tế là phòng chứng, thì nhìn cái những cái cảnh này thì mọi người biết đó là hình sốc đất nó có thật hay là không ha. Và mình đây nhìn nhưng mà đấy không có quay, nhưng mà hôm nay rảnh thì mình quay. Nhưng mà đó mình thông báo này vẫn trong quá trình dịch bệnh mà cách ly, nhưng mà người đi đi người ta cũng làm rất nhiều, phòng chứng cũng đóng cửa bởi vì vì tình hình dịch bệnh nó không có tiếp đón nhận nhiều quá. Không mạnh xung quanh rồi thấy trong còn nhiều lắm, mình không có quay. Xe người ta các đoàn ở thành phố gì người ta cũng mua, cái gì là cũng thật ha, là chứng tỏ là nhu cầu ở đây là giao dịch thật có thật ha, không phải nhu cầu sốc ảo gì nó quá lớn ha. Những người đầu tư người ta mong muốn đầu tư thời điểm này rất là nhiều rồi. Đây chỉ là những thời điểm mà cuối năm thôi, thời điểm mà người ta chưa lại có nhiều lắm. Đây, xe người ta cũng dừng để nó đi đến cuối năm thôi. Dịch bệnh bây giờ hiện tại vẫn đang tình cảnh rất là phức tạp, nhưng mà nhu cầu đầu tư người ta vẫn khá là nhiều, cho nên đây chứng tỏ cho mình thấy khả năng rất là thể hiện sắp tới thị trường bất động sản giai đoạn sắp tới qua tới hoặc là 2022 sẽ có những cái sức bật rất là lớn, nên là có thể tăng ít nhiều trong thời gian tới, có thể là 10-25% hay 30%. Nó giống như cái tỷ lệ những cái gì báo chí là nói hay là đưa tin. Thì đây là những cái hình thực tế để mọi người cảm nhận và thấy được. Sau khi mua đất thì mình phải ra phòng công chứng mình xem, mình biết được. Mà quá trình đang làm thì đang cũng có nhận rất là nhiều thông tin không quan tâm đất đai ở khu vực này là có thật. Đối với thời điểm này khi mà bắt đầu lạm phát rõ ràng hơn, nhưng mà người dân là tiếp cận cái thông tin kiến thức nó nhiều hơn, thì mọi thứ ngày hôm nay thì người ta đi đầu tư nó nhanh hơn. Rõ ràng là cây bất động sản là cây trú ẩn an toàn rồi, khi thì lạm phát đấy là nó thực tế hơn rất nhiều ha. Sau đó mà đến vàng ở Việt Nam mình thì đang thấy là vậy, vì vàng nó cũng có giới hạn ha, của Việt Nam không có mua nhiều, thì giới nhà giàu hay giới những cái giới trung lưu thì người ta gọi cũng phải đầu tư bất động sản thôi, thì đẩy ra cái vùng nào nó sốc đất thì vùng nào sốc thật, vùng nào sốc ảo thì người phải nhìn nhận được cái đánh giá trong cái tình hình vĩ mô nữa ha, và tình hình kinh tế ở từng địa phương, từng khu vực khác nhau, tình hình điều tiết của địa phương, hay là kinh tế tổng thế giới thì thứ ha, tác động đến mình đến như thế nào, khu vực nào nó sẽ có lợi ích trong tương lai và nhà nước đầu tư nhiều hơn, thì mình đánh giá mình đi đầu tư nó sẽ được cái chiến thắng nó tốt tốt hơn, cái đầu tư mình nó sẽ sinh lời hơn. Có những khu vực khác nó vẫn có thể sẽ xấu, vẫn sẽ có mua bán, nhưng mà khu vực nào nó sẽ giữ được giá tốt trong tương lai khi thị trường quay đầu thì đó là cái đánh giá của từng người. Còn đây là những cái một số thông tin ngắn thôi, mình đi làm cái tờ mình quay cho mọi người xem ha. Chúng ta phòng chờ ta chờ một chờ ta người chờ cũng rất là đông ha. Đó, ngắn gọn mình đi tranh thủ thời gian mình đi quay cập nhật cho mọi người tình hình thôi ha. Sắp tới thì một số tình hình mình cập nhật thôi để mọi người sắp tới chuẩn bị cho mình một cái những cái kế hoạch sắp tới ha, cho giai đoạn sắp tới trong ngắn hạn 1 năm 2 năm 3 năm, để mình cho mình những người sản xuất để mình bảo vệ cái tài sản của mình. Sắp tới có khả năng mình sẽ đối diện rất là nhiều với nguy cơ những cái biến chủng mới của virus như Omicron, mấy hôm nay cũng rất là xông xao rồi, nhưng mà mình đánh giá từ 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 kết quả của nhiều phía nữa, ta đánh giá là mức độ nghiêm trọng hay không rồi mình dựa trên cái đó mình tính toán cho kế hoạch ha. Nhưng mà bất động sản đó là kênh chủ bảo an toàn đó Việt Nam ha, mọi người xứng đáng tham khảo. Video này ta làm ngắn ở đây thôi, hẹn gặp mọi người video tiếp theo ha. Có gì thì ta sẽ quay thêm cho mọi người cập nhật đất ha. Thời gian này nó giảm đất quá, mình không có quay được nhiều, mình đi cũng nhiều. Chào tất cả mọi người.